Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số phôi bonsai. Hôm nay có sâm hương, sâm núi trái và me chua. Số điện thoại liên lạc chị Nguyễn Hạnh có ghi trên tiêu đề. Quý cô chú anh chị kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp để mua hàng nha. Rồi, chào chị Hạnh đây. Rồi, chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em có bứng về một cái lô sâm hương ha. Với sâm núi trái của đây, cái lô cây nào cũng khủng chứ ha. Sâm núi trái cũng to ha. Và phôi me chua muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902 884 129 ha. Rồi, trước tiên vô cái phôi sâm hương, cái này là cây này rất là khủng ha, rất là to ha. Sâm hương Đài Loan nha, cho anh em mình tham khảo ha. Cái sâm hương này thì lá nó rất là thơm ha. Rồi, cây này cao là 56 nha nè. Chí đây là 25 ha. Nó rất là to, rất là khủng ha. Đây là 49 ha. Đó, thân thì lắc lượng rất là đẹp ha. Này. Đó, dáng cực kỳ đẹp luôn. Đến đây em thấy nó lực rất là lực luôn ha. Rồi, trước tiên cái phôi số 0 sâm hương Đài Loan này có giá là 650.000, em bao sống bao ship toàn quốc luôn ha. Này giá rất là mềm nha anh em. Rồi, tiếp tục tới phôi số 1 nha. Đó, cái dáng anh em thấy cái dáng cực kỳ đẹp luôn ha. Cao nó khoảng 49 nha anh. Rồi, thân đây là 22 nha. Rồi, phôi số 1 này có giá là 500.000 ha. Em bao sống bao ship luôn nha. Rất là quái luôn. Đúng kìa. Rồi, tới phôi số 2 ha. Vẫn là sâm hương luôn ha. Cây trực lắc rất là đẹp nha nè. Rồi, cây này cao khoảng 52 ha. Chỗ này là 19 nha. Rồi, cái cây phôi số 2 này có giá là 400.000, em bao sống bao ship luôn nha. Phôi sâm hương Đài Loan. Rồi, cái phôi số 3 cực kỳ quái luôn nha nè. Phôi này cao khoảng 52. Thân đây 23 luôn ha. Xác đây là tới 28 luôn ha. Rồi, cái phôi này có giá là 500.000 đồng, phôi số 3 ha. Rất là quái nha nè. Phôi số 4. Cái phôi này bên em cũng còn số lượng rất là nhiều ha. Anh em nào cần nuôi lại thì alo em ha. Rồi, cái này cao khoảng 59 nha. Cái này 20 ha. Cũ đây tới 47 ha nè. Rồi, cái phôi này có giá là 500.000. 500.000 đồng. Rồi, tiếp tục cái phôi số 5 nha. Rất là to luôn. Rồi, cao khoảng 72. Thân này rất là nâng nè. Anh em thấy cái thân này là 24 là đây nè. Củ thì rất là to. Củ đây tới 46 luôn ha. Rồi, cái phôi này có giá là 700.000 đồng. Rất là quái nha nè. Cái phôi số 6 ha. Rồi, cao khoảng 40. Chí này là 26 ha. Rồi, số 6 này có giá là 400.000 thôi. 400.000 đồng, sửa cái phôi đó lại giùm em nhanh không. Rồi, cái phôi số 7 ha. Cao 44. Chỗ này là 18 nha nè. Rồi, cái phôi này là có giá là 350.000 thôi. Rồi, cái phôi số 8. Rồi, cây này cao 45. Thân chỗ này 24. Dáng rất là lắc lượng luôn. Rồi, cái phôi này có giá là 450.000. Rồi, tiếp tục số 9 nha. Cao nó 54. Chỗ này 23.
Rồi cái phôi số 9 này có giá là 500 500 500 ngàn. Xuống cái sửa lại giùm em. Nó quẹt đây chứ không. Rồi số phôi số 10 ha. Cao khoảng 70 ha nè. Nó rất là nặng, nó rất là to. Chỗ này là 25. Rồi cái phôi này có giá là 550 nha. Xuống cây nè. Rồi cái phôi số 10 số 11 nha. Này trực lắc rất là đẹp nha nè. Cao nó khoảng 52. Chỗ này là 18. Rồi phôi này có giá là 400 ngàn. Rồi, số 12. Đó, cái dáng rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Bài đây khoảng 62. Chỗ này là 23 ha. Rồi, số 12 này có giá là 550 nha. Dáng rất là đẹp luôn nha nè. Rồi, cái phôi số 13 ha. Quá trời, cái phôi này nó nặng này. Đó, anh em thấy cái dáng mà bonsai mà uống mà giữ thân được vậy là rất là đẹp nha nè. 70 là cao. 27 quạnh đây ha. Rồi cái củ đế này rất là to nha, 52 ha. Đó anh em nhìn thấy cái bộ đế được ha, cực kỳ đẹp ha. Rồi cái phôi này cái giá là 700 ngàn luôn. Rồi số 14 nha. Cao nó khoảng 59. Đây là 21 nha. Rồi 400 ngàn đồng. Rồi số 15 nha. Cao khoảng 65. Này 22 ha. Rồi số 15 này 400 ngàn luôn nha nè. Rồi số 16. Rất là quái luôn. Cao nó khoảng 60 ha. Đây chỗ đây 22 ha. Đế được cực kỳ đẹp nha nè. Rồi cái phôi này có giá là 450 nha. Rồi cái phôi số 17 nha. Cao nó 50. Chỗ này 22 ha. Rồi 450 ngàn luôn. Phôi số 17. Rồi số 18 nha nè. Cao nó 60 ha. Chỗ này là 26 ha. Đế đẹp thân cũng đẹp luôn ha. Rồi 600 ngàn. Phôi này số 18 600 ngàn. Rồi phôi số 19 ha. Cao nó khoảng 50. Chỗ này là 22 ha. Rồi 500 ngàn ở phôi số 19 này. Rồi phôi số 20 ha. Cao nó khoảng 45. Chỗ này là 17 nha nè. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn thôi. Sửa lại giùm em 300 nè. Đẩy nó lầm lên nè. Chui lại. Rồi so, thôi tiếp tục phôi số này cho 21 á. Cao nó khoảng 52. Chỗ này là 26 nha nè. Rồi cái phôi này có giá là 600 ngàn. Rất là quái, rất là đẹp nha nè. Phôi sâm hương này về thì rất là dễ sống ha. Anh em về mình trồng, em bao sống bao ship luôn ha. Rồi cao cây này 52 ha. Rồi quạnh đây 24 nha nè. Đó, cây nào cũng có củ đế hết ha. Cây này có giá là 500 ngàn. Rồi tiếp tục em lên me chua nha nè. Me chua số 23 me chua ha. Me chua này bên em là cái lô này em bán là từ hôm trước nay ha. Là nó đã có trái trên cây rất là già rồi. 62 là cao.
Cái củ đây khoảng 32 ha. Rồi cái phôi me chua này em bán đồng giá là 300 ngàn một phôi ha. Rồi. Rất là quái, thân rất là quái luôn. Số 24 ha. Xong cắt cái ngọn bớt, trời, để cái ngọn hết hồn. Cao khoảng 60. Củ đây 28 ha. Rồi 300 ngàn đồng một phôi me chua vậy ha, em bao sống bao ship luôn. Rồi 25. Cao nó khoảng 67. Củ đây 41 ha. Củ rất là đẹp nha nè. Củ mình còn khai thác xuống dưới nữa ha. 300 ngàn. Đồng giá 300 ngàn đồng me chua. Rồi cây này cao 63. Củ đây 28 ha. 300 ngàn đồng luôn. Rất là đẹp nha. Thân rất là đẹp. Rồi 27 ha. Vẫn là me chua luôn. Cao nó khoảng 65. Củ đây 36 ha. 300 ngàn đồng một phôi me chua nha. 328. Cao nó 70. Củ đây 34. Củ rất là đẹp luôn ha. 300 ngàn đồng. Rồi 29. Cao khoảng 60. Củ đây là 43 ha. Rồi 300 ngàn đồng một phôi me chua nha nè. Số 30 vẫn 300 ngàn luôn nha. Cao 48. Rồi củ đây 33 ha nè. Rồi 300 ngàn đồng. Củ rất là đẹp luôn. Số 31 vẫn là me chua nha nè. Cao nó 60. Củ đây 29 ha. Rồi đó, thân củ rất là đẹp luôn, vẫn 300 ngàn đồng luôn. Số 32 nha. Cao nó 65 nha nè. Củ đây 39. Đó, cái củ rất là quái ha. Cái thân cũng đẹp nữa ha, 300 ngàn đồng một phôi. Anh em nào mua số lượng nhiều thì mình có giá sỉ luôn nha. Cao 55. Củ đây 40 ha. Rồi vẫn 300 ngàn đồng nha nè. Rồi số 34 vẫn là me chua nha. Cao là khoảng 55. Củ đây 34 ha. 300 ngàn đồng một củ như thế này. Số 35 ha. Cao nó 64. Kiếm cái chậu nhỏ hơn. Củ đây 37 ha. Rồi 300 ngàn đồng một cây me chua. Rồi số 36. Cao nó 68. Củ đây 48. 300 ngàn đồng số 36. Cái gừa lên. Nhét vô. Nhét bên đây nè. Ừ. Cao nó 65. Củ đây 44 ha, 43, 300 ngàn đồng một phôi. 37. Đây này 38 ha, vẫn 300 ngàn ha. Cao 59. Củ đây 29 ha, 300 ngàn đồng một phôi me chua nè. Rồi số 39 ha, vẫn 300 ngàn đồng luôn ha. Cao 61. Củ đây là 41 ha, 300 ngàn đồng. Em bao sống bao ship luôn. Rồi số tiếp tục vẫn là me chua ha. Cao 62. Số 40. Củ đây 35 ha. 36 kể 35 thôi, vẫn 300 ngàn đồng luôn. Đầm mấy cưa. 41 ha. Cao nó khoảng 65. Củ đây 36 ha. Rồi 300 ngàn đồng một phôi me chua. Rồi, tiếp tục vẫn là me chua nha, 42. Cao nó 52. Củ đây khoảng 327 ha. Rồi, vẫn 300 ngàn đồng.
Rồi rất là đẹp. Rồi 43 vẫn là metro nha anh. Cao khoảng 62. Cũ đây 31 ha. 300.000 đồng số 43 này, 300.000. Số 44. Cao khoảng 65. Cũ đây 42 ha. Rồi 300.000 đồng luôn. Số 45 luôn ha. Cao nó 56. Cũ đây 34 ha. Đó vẫn 400.000 đồng luôn, 300.000 chứ. Rồi số 46 ha, vẫn 300.000 luôn anh nè. 60 là cao. Cũ đây 34 ha. Rồi 300.000 đồng một phôi. Rồi số 47 ha. Cao nó 65. Cũ 43, 300.000 đồng. Em bao sóng bao xếp luôn. Rồi số 48 ha. Cao nó 62. Cũ đây là 47 ha. Rồi 300.000 đồng cái cũ này nha. Cũ rất là đẹp luôn. Rồi 49. Cao nó 65. Cũ đây 36 ha. 300.000 đồng. Phôi này rất là đẹp nha nè. 50 ha, để nhẹ nhẹ lên. Cao nó 65. Cũ đây 39 ha. Rồi 300.000 đồng một cũ như vậy ha. Rồi số 51. Cao 60. Cũ đây 43 ha. Rồi 300.000 đồng số 51 nè. 52 vẫn 300.000 đồng luôn nha nè. Cao nó 70. Cũ đây là 40 ha. Rồi 300.000. Rồi 53 vẫn 300.000 nha nè. Đúng rồi, giờ cao. Đây là 36 ha. Bài khoảng 60 ha, 300.000 đồng. Phôi này rất là đẹp nha nè. Số 54. Cao nó khoảng 62 ha. Rồi chỗ này là 36 nha. Rồi 300.000 đồng. 55 ha, vẫn 300.000. Cao nó 52. Cũ đây 33 ha. 300.000. Rồi số 56 vẫn 300.000 ha nè. Cao này 65. Rồi cũ đây 32 ha. Rồi số 56 này là 300.000 nha. 57 vẫn 300.000 nha nè. Cao 50. Chỗ này là 37 ha, 300.000 đồng. Rồi đây là em lên xăm núi trái anh nè. Nay em bứng cái lô xăm núi trái rất là to, rất là dài cho anh em mình tham khảo ha. Đó, cái này em còn số lượng rất là nhiều ha. Anh em nào muốn nuôi lại alo em ha. Bữa nay mới khui cái lô này là đầu tiên luôn ha. Cây này cao khoảng 32 ha. Đó, nó rất là già luôn. Đó. Em đo tổng ở trên này đi. Tổng trên này là đây là 17 ha. Tổng bề dưới là tới 28 ha. Đó, cây thì rất là già ha. Thân dáng trực lắc rất là đẹp nha. Đó, anh em nào về mình nuôi lại thì rất đế thì rất là lực luôn nè. Anh em thấy đế bốn bên ha. Đó, xăm núi trái bên em ha. Rồi cây này có giá là 450 nha. Rồi cây số 59 nha. Ba cây này khoảng 36 ha. Rồi chỗ này là 16 ha. Rồi cây này có giá là 350 nha. Rồi cây này dáng bay rất là đẹp nha. Ba cây đây khoảng 30 ha. Cây rất là to, rất là già luôn. Chỗ này là 18 nha. 400. Rồi cây này có giá là 350 ngàn thôi. Rồi cây này cây 61 ha. Cao 36.
Chỗ này là kể 19 đi ha, gần 20 kể 19 ha, đế rất là lực luôn ha. Rồi cây này 350 ngàn luôn. Rồi tiếp tục cây số 62 ha. Cao khoảng 44 ha. Chỗ này là 17. Đế, anh em nhìn thấy đế ha, cực kỳ dài ha. Cây này có giá là 350 ngàn hả? Ủa, mấy gì? 400 ngàn. 400 ngàn đồng. Một cây trực dáng đổ ha. 36 là chiều đổ xuống đó ha. Rồi tổng đây là 16, 15 ha. Rồi cây này có giá là 350 ngàn. Cây 64 ha. 36 là chiều bay ra đó ha. Chỗ này là 16 ha. Cây này có giá là 400 ngàn. Cây số 65. Cao 43. Chỗ này là 19 nha. Đó, đế dưới rất là lực luôn ha. Đế dưới tới 29. Rồi cây này có giá là 400 luôn. Cây 66 ha. 20 là chiều bay ra đấy ha. Rồi chỗ này là 17 ha. Cây rất là lực, đế rất là lực luôn. Rồi cây này có giá là 400 ngàn luôn. Cây 67 ha. 20, 30 là chiều bay ra đó ha. Rồi cái này chỗ này là 15 ha. Rồi cây này có giá là 300 ngàn thôi. Sửa lại giùm em cây này. Rồi tiếp tục cây số 69, 68, 44 là chiều cao ha. Củ đế đây rất là lực ha. Chỗ này là 26 luôn ha. Đó, cây này dáng rất là đẹp luôn ha. Đế cực kỳ đẹp luôn. Cây này có giá là 400 luôn ha. 450 ngàn, 450 ngàn. Rồi cây số 69 ha. Dịnh giùm em ơi. Cao nó khoảng 46. Chỗ này là 16 ha. Rồi. Cây này có giá là 400 ngàn. Rồi cây số 70 ha. Cao là 46 ha. Chỗ này 15, cây này có giá là 350 ngàn. Rồi tiếp tục cây số 71. Cao nó khoảng 48. Chỗ này là 21 ha. Rồi cây này có giá là 400 ngàn. 400 ngàn đồng. Một cây dáng bay cực kỳ đẹp. 32 là chiều bay ha. Tổng hết này luôn 17 đi ha. Rồi cây này có giá là 300 ngàn đồng thôi. Sửa cây này làm em. Sửa cây đó là 300 giùm em. Rồi cây này cao 35. Rồi hoành thân đây là 15 ha. Đế cực kỳ đẹp ha. Cây này có giá là 400 ngàn đồng thôi. 400. Sửa là 400. Rồi tiếp tục cái cây số 74. Cao 30. Cây này đế đẹp nha. Hoành thân ở đây, đây em đo được là 12 và 13 ha. Đó hoành thân ha, của đế. Rồi cây này có giá là 350 nha. Sửa cây này lại 350 giùm em luôn. Rồi cây này cao 34 nha. Tổng hết đây là 19 nha. Đế cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cây này có giá là 450 nha. Rồi cây đó số 75. 450 nha. Rồi cây số 76 nha. 39 là chiều bay ra đó ha. Cây này đế rất là đẹp luôn ha. Chỗ này là hết đây là 18 ha. Đế mình còn khai thác ra nữa ha. Rồi cây này có giá là 400 ngàn. Rồi 77 ha. 30 là chiều bay ra đó ha. Giá cực kỳ đẹp luôn. Cây rất là to, rất là già luôn. Chỗ này là 18 ha. Cái thân chỗ này là 18. Đế rất là đẹp luôn. Cây này có giá là 400 ngàn luôn. Này, cái lô sâm trái này rất là to nha anh nè. Rồi cây này có chiều cao ở đây là 39 nha.
Đế rất là lực luôn. Tổng hết đây là 19 ha. Đế là anh em thấy cái dàn đế là cực kỳ khủng không. Rồi cái này có giá là 400 ngàn luôn. Rồi một cây dáng bay cực kỳ đẹp luôn. 32 là chiều bay. Rồi tổng hết đây là 19 ha. Rồi 400 ngàn luôn. Rồi cây số 80 ha. Cái lô xanh trái này rất là già, 40 là chiều bay ra đó ha. Rồi thân cho em đo được chỗ này là 19 ha. Để em đo cái củ đế này. Củ đế đây tới 32 lần ha. Rồi 400 ngàn đồng luôn. Rồi số 82, 36 là chiều cao, 81 nha. Rồi đây là 17 ha nè. Rồi cây này có giá là 400 ngàn. Đế cực kỳ lực luôn ha. Rồi số 82. 38 là chiều cao. Này 83. Rồi tổng đây là 18 nha nè. Đế rất là to ha. Đế tới 30 lần ha. Rồi cây này có giá là 450 nha. Đế cực kỳ đẹp luôn. Rồi số 82. Ngộ ạ. Cây này cao 30 ha. Rồi tổng đây là 19 đây ha. Đế anh em nhìn thấy cái bộ đế cực kỳ khủng không. Rồi cây này có giá là 450 nha. Sửa là cây này 450 giùm em luôn. Rồi cây số 84 ha. Rồi cao 42. Cây đổ cực kỳ đẹp. Chỗ này là 19 ha. Rồi cây này có giá là 450 nha. Số 85 ha. Rồi cao ở đây là 39 ha nè. Thanh đo tổng cái vành đế cái chỗ này đi. Đây là 22 ha. Rồi cây này có giá là 350 ngàn thôi. Cây cuối cùng của clip cũng là nhà cây cuối clip bên nhà vườn của em hôm nay ha. Hẹn gặp lại anh em mình clip sau.